Rồi, chào anh em đã quay trở lại kênh nha. Thì lời đầu tiên thì chúc anh em thật là nhiều sức khỏe này. Tiếp theo thì em cũng giới thiệu về các cái sản phẩm máy dùng pin bên em. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em là 0799 166 386 nha. Hoặc anh em kết bạn Zalo rồi em gửi video clip test máy rồi được qua Zalo nha. Còn hình thức mua hàng thì anh em chuyển khoản em bao ship nha, với đơn hàng trên 1 triệu. Còn những cái đơn hàng mà anh em ship COD nhận hàng thanh toán thì vui lòng cọc trách nhiệm tối thiểu em 100k nha. Đó, sản phẩm đầu tiên thì giới thiệu với anh em đó là một cây máy khoan Tozama, khoan hai chức năng nha anh em. Đó, cái combo khoan này thì thân máy kèm hai pin một sạc, giá rất là mềm luôn. Đó, hàng Tozama này thì dùng cũng rất là ok. Đây, thân máy hai pin một sạc được, có hộp đầy đủ cho anh em luôn. Đó, pin này là pin 2.0Ah nha anh em. Chọn bộ máy pin sạc giá là 750.000 thôi. Đó, combo chỉ có 750.000 thôi. Sạc adapter pin này, xem là pin trên này nó ghi bao nhiêu. Nó ghi 18V, nhưng mà thực ra thì dòng này không phải 18V nha, nó là 14V4. Đó, động cơ không chổi than. Khoan hai chức năng này thì nó phù hợp với anh em sử dụng xài gia đình này, làm thạch cao, nhôm kiếng, hoặc anh em sử dụng làm nội thất đó. Động cơ không chổi than, rất là tiết kiệm pin luôn. Đó, trên thân máy nó ghi là tốc là vỏ chậm là 350 vòng, là tốc nhanh là 2100 vòng, và lực con này là 40 Nm nha anh em. Đầu kẹp này Autonox 10mm này, đầu kẹp này có khóa trục anh em nhé. Dòng này có khóa trục này rất là ngon luôn. Đó, khóa trục thường thường là trang bị trên những cái dòng máy hãng cơ, Tozama này cũng có luôn. Đó, chứng tỏ là nó khá là chất lượng ạ. Với combo này là chọn bộ thân máy kèm hai pin một sạc giá 750.000. Đó, số 1 đầu tiên. Động cơ không chổi than này. Hai cấp khoan nhanh chậm. Có 23 cấp trượt nha anh em, 23 cấp trượt và một cấp khoan. Đó, dòng này dòng hai chức năng này. Cấp trượt này để anh em vặn tháo nắp vít thiết bị nha, rất là tiện luôn. Đó, anh em có thể xét cái mức lực tăng dần từ 1 đến 23 này. Đó. Trượt cũng khá là chuẩn đấy. Và anh em quan sát khoan gỗ thì có thể chỉnh nhanh chậm đây, đốc nhanh thì rất là nhanh luôn. Rồi, sạc hay sạc adapter này. Đó, sạc trên này thì nó ghi 18V, nhưng mà thực này sạc này có 14V4 thôi anh em nhé, 16V8 đấy. Đó, bảo hành cái này thì bảo hành 3 tháng thì sao đó, bảo hành 3 tháng. Rồi, cái hộp này là có cả ngăn phụ nha anh em, ngăn phụ anh em đựng mũi vít này, mũi khoan các kiểu này đựng vào đây. Quá là xịn sò luôn mà giá siêu rẻ. Rồi, tiếp theo cũng là một dòng máy chuyên vít giá rẻ đi. Đây, một cây chuyên vít giá rẻ. Hàng Makita Trung Quốc nha anh em, đó, kiểu dáng Makita. Dán tem TD172 đàng hoàng, nhưng mà nó là Makita Trung Quốc. Thì dòng chuyên vít này thì phục vụ anh em mà bắt vít tôn, bắt vít cố cứng đấy, này nọ đó. Bắt vít tôn thì dùng những cái con chuyên vít động cơ không chổi than này, nó vừa siêu gọn nhẹ này, lại tiết kiệm pin nữa. Pin thì bên em bán kèm pin đóng nha anh em, không phải là cái loại pin rẻ tiền. Đó, ví dụ như cái thân máy này anh em mua thì giá là 500.000 một cái thân máy nha anh em. Thân máy mang guitar TD172 China này, 500.000. Pin thì đóng 18V4A giá 600.000, kèm tặng kèm sạc adapter cho anh em luôn. Ví dụ như anh em mua thân máy kèm pin thì sẽ tặng cho anh em cái sạc adapter để anh em sử dụng nha, không cần phải mua thêm sạc. Đó. Đây, sạc adapter. Điện 220V. Con này thì chỉnh lực của nó sẽ là 3 cấp nha anh em, chỉnh lực điện tử 3 cấp. Nhìn rất là xịn sò luôn. Tua khá là cao, tua con này chắc cũng tầm 3.000 vòng trên phút nha anh em. Một con chuyên vít China nhưng mà tốc rất là cao, động cơ không thể than, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Dán tem 1.2 nhưng mà dán của nó thì thiết kế giống 1.1 mà lại có thêm cái đèn led đây nữa. Đó. Anh em sử dụng gia đình hoặc là xài công trình thì mua con này, giá cực kỳ hợp lý luôn. 6 với 5 là 1 triệu 1 anh em có một combo máy pin đóng 4A. Đặc biệt là pin đóng bên em thì bảo hành 3 tháng nha anh em. Thân máy thì những cái dòng máy China này bảo anh em 1 tháng này. Đó. Pin thì 3 tháng. Pin có báo pin nha, và chạy được cả cho máy Makita chính hãng chuẩn 4A.
chuẩn chính xác nha anh em. Bên em có máy test thực tế luôn. Con truyền vít, con này ngậm vít dài anh em nhé. Dòng chuyên vít này đều ngậm vít dài hết, không phải là loại vít ngắn đâu. Anh em cứ dùng thoải mái, để em lấy cái đầu tiếp em bật thử. Đây, em có một cái đầu tiếp chuẩn Nhật vít dài này. Đó, cắm vô. Con này không có ngậm vít dài, ngậm vít ngắn thôi. Đó, chọn bộ 1.1 triệu máy pin sạc. Tiếp theo cũng là một mẫu nữa. Mẫu này thì không có tem nha anh em. Mẫu này thì nhìn giống như mã 40V Max của Makita đó, nhìn không có tem. 4 đèn led trợ sáng luôn, đèn led phía trên đầu đây. Đó. Có meca giảm chấn này, meca nhìn cực kỳ xịn sò. Mẫu này thì nó 4 tốc anh em nhé. Mẫu này thì có 4 tốc. Đây, ngắm quả pin. Êm hơn so với cái mẫu kia. Đó rồi. Êm hơn, cảm giác tốc cao hơn. Đó. Con này thì mình điện tử 4 cấp này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Con này thì anh em mua thân máy thì giá là 550.000 nha. 550.000 một cái thân máy, rất là đẹp luôn. Xịn sò. Đó, chính là điện tử 4 cấp. Xem là đầu vít chuẩn vít dài hay là bao nhiêu. Con này ngậm vít dài luôn anh em nhé. 550.000 ngậm vít dài. Máy này ngậm vít dài này. Đó, còn pin đóng sạc adapter thì anh em mua thân máy kèm với một pin đóng 18V 4A sạc adapter. Vỏ chống sốc nha, anh em có thể dùng vỏ chống sốc hoặc là vỏ thường, tùy anh em thôi. Ví dụ như anh em muốn dùng vỏ này thì bán kèm vỏ này. Vỏ này thì vỏ giả zin này, cũng có bao pin đàng hoàng, cũng bảo hành 3 tháng thân máy, bảo hành 3 tháng đối với pin. Còn thân máy thì bảo hành 1 tháng cho anh em yên tâm sử dụng. Đó. Bốn tốc, chuyên vít bốn tốc. 1.150.000 một bộ thân máy kèm một pin một sạc, sạc adapter. Đó, ngậm vít dài. Còn cái mẫu tiếp theo, thì mẫu này thì nhìn có nhiều màu hơn. Đó. Mẫu này thì màu tem mác đầy đủ này. Makita TD173. Nhưng mà dáng thì dáng 172. Mẫu này thì em có 4 màu nha anh em. Màu tím này, màu vàng, màu đỏ và màu đen. Đó, thì anh em thích màu nào thì liên hệ em nha. Đó, và ngậm vít dài. Đó, mẫu này cũng ngậm vít dài luôn. Động cơ không chổi than. Mẫu này cũng chỉnh lực điện tử 4 cấp anh em nhé. Đây. Đặc biệt là mẫu này nó xịn sò hơn, nên là nó có thêm cái chỉnh lực nhanh bằng một tay. Đó, anh em có thể chỉnh lực nhanh bằng một tay khi làm việc trên cao. Rất là giống hàng xịn luôn, hàng chính hãng Makita luôn. Đây. 3 4. Đó. Anh em không cần phải bấm vào bàn phím dưới này. Đó, chỉnh được nhanh bằng một tay bằng phím nhấn trên này luôn. Nhặt búa này. Rất là êm và mạnh luôn. Đó, đặc biệt là cái nắp đuôi này, nắp đuôi rời anh em nhé. Có thể tháo ra và vệ sinh cái phần rotor phía trên này. Tem Makita TD173. Dây móc đầy đủ luôn, có dây thôi không có móc. Đó, anh em có thể gắn móc của Makita, gắn thêm con ốc phía trong này nữa nha. Trên là trong này nó không có ốc đâu. Đó. Thân máy này thì giá 700.000 nha anh em, có chỉnh lực nhanh bằng một tay này, rất là tiện này, làm việc trên cao cực kỳ tiện luôn. Đèn led kép siêu sáng. Đó. Anh em mua bộ máy pin sạc thì sẽ là 1.3 triệu nha, một máy một pin đóng 18V 4A sạc adapter 1.3 triệu. Còn thân máy thì 700. Đó, anh em có thể mua cái loại pin mỏng như này cũng được, nếu như mà thích nhỏ gọn này. Pin mỏng này thì giá mềm hơn, pin mỏng này chỉ 400.000 một quả pin thôi. Dung lượng 2Ah. Còn tiếp theo.
Đây. Tiếp theo cũng là một cây Makita PD113, cây này thì màu vàng này. Đó, cũng như vậy luôn. 700 ngàn một thân máy, anh em thích màu nào thì nhanh tay ốp điện thoại gọi cho em nha. Đó. Ngậm vít dài hết. Chỉ có duy nhất là cái mẫu 171 China này là nó ngậm vít ngắn thôi. Đó. Còn toàn bộ là ngậm vít dài. Còn có màu tím và màu đỏ nữa. Đó, anh em thích màu nào thì liên hệ em. Đó, màu tím và màu đỏ. Nhìn cực kỳ giống máy xịn luôn. Rồi, bỏ sang một bên. Tiếp theo là nên những cái dòng khác đi. Đây. Anh em thích khoan 3 chức năng luôn. Khoan 3 chức năng thì có khoan 3 chức năng luôn. Khoan 3 chức năng của Hukan. Con này thì đầu kẹp Autodoc 13mm này. Động cơ không chổi than. Đó. Đây. Hukan này thì cũng không có hộp anh em nhé. Hukan này là nó hộp giấy, thân máy kèm hộp giấy nhá. Đó, thì thân máy này giá 750 ngàn này, 3 chức năng, đầu kẹp Autodoc 13mm này. 20 cấp trượt, 1 cấp quan, 1 cấp quan búa. Đó. Anh em mà thích 3 chức năng mà dòng giá vừa vừa tiền thì có thể lấy cái thân máy này, đầu kẹp 13. Chỉ 750 ngàn thôi. Thôi, 700 ngàn đi, để anh em giá 700 ngàn. Thế Hukan này thì cái này nó có một cái nút nhấn nhưng mà không phải là chỉnh lực nha anh em nhé. Đó. Cũng hai cấp khoan nhanh chậm luôn. Cấp trượt này. Anh em để bắt vít thì mới phải cấp trượt. Cấp trượt cũng rất là ngon đấy. Có cả khoan búa hỗ trợ anh em khoan tường gạch nhé. Cái này thì anh em sử dụng xài gia đình nhé, xài công trình rất là ok. Đó, động cơ không chổi than. Hàng Hukan này thì bảo hành anh em 3 tháng nha, máy pin sạc luôn. Thân máy kèm pin. Đó, thân máy bảo hành 3 tháng, pin bóng đóng bảo hành 3 tháng cho anh em luôn. Bên em là bán kèm pin đóng nha, pin đóng thì chất lượng nên rất là ok, đảm bảo đủ dung lượng cho anh em sử dụng luôn. Rồi, tiếp theo là đến đét tông đi. Rồi thì đến chuyên mục của đét tông. Đét tông thì có rất là nhiều mã ở đây. Đó, như dòng chuyên vít cấp trượt này. Cây chuyên vít cấp trượt của Đét Tông D16 VT55 Pro. Với cái dòng chuyên vít cấp trượt này thì động cơ không chổi than nha. Mẫu mới Gen 2, lực nó nâng cấp lên thành 55 Nm/m này. Đó, có hai cấp khoan nhanh chậm, cấp chậm là 450 vòng và cấp nhanh là 1750 vòng nha nha. 20 cấp trượt, 1 cấp khoan. Có nét báo pin trên thân máy này. Pin thì zin của Đét Tông là 2.0Ah nha. Ví dụ như anh em mua combo này giá là 1.650.000 một thân máy kèm 2 pin một sạc. Đó, anh em mua combo thì đây. Pin sạc, sạc hay sạc đế nha anh em. Đó, combo thân máy kèm 2 pin một sạc sẽ được tặng kèm cho anh em một cái túi đeo chéo này, rồi là một cái túi chống sốc để anh em đựng máy nha. Đó. Hàng Đét Tông thì bảo hành chính hãng 6 tháng cho anh em. Đó, máy pin sạc luôn. Còn anh em thích cái mẫu khoan 2 chức năng thì có khoan 2 chức năng luôn. Đó, mẫu chuyên bit này với mẫu khoan 2 chức năng này thì giá bằng nhau nha anh em. Đó. Khoan 2 chức năng cũng combo 1.650.000. Một máy 2 pin một sạc cũng chương trình như vậy, tặng một cái túi chống sốc và một cái túi đeo chéo để anh em làm việc trên cao nha. Đó, khoan 2 chức năng thì cũng 20 cấp trượt, một cấp khoan và cấp khoan búa. Lực cũng là 55 Nm/m này. Bảo hành chính hãng 6 tháng Đét Tông cho anh em luôn. Pin dung lượng 2Ah. Còn mà 3 chức năng, 3 chức năng thì giá sao? 3 chức năng thì giá sẽ cao hơn. Cũng đầu kẹp Autodoc 10mm, đầu kẹp kim loại nha anh em. Bản Gen 2 đầu kẹp kim loại nhìn cực kỳ ngon luôn. Có một cái vòng đỏ như này nữa, trang trí điểm nhấn nha. 20 cấp trượt, 1 cấp khoan và cấp khoan búa. Những cái combo 3 chức năng này thì cũng một máy 2 pin 2.0Ah kèm sạc đế sẽ là 1.690.000 anh em nhé. Những cái dòng 16 D16 này khoan 2 chức năng 3 chức năng này với cấp trượt này nó phù hợp với anh em sử dụng gia đình này, làm thạch cao, nhôm kính hay là làm nội thất đó, dùng D16 này cực kỳ ok luôn, vừa gọn nhẹ. Hoặc anh em thợ điện leo trèo trên cao thì dùng quá là ok.
nha, 1.690.000. Còn mà Bunong Kiem Vít D16 đây, Bunong Kiem Vít D16 thì em có cái cây này có mã là D16 IWK200 này. Đó, con này thì lực mở của nó là tối đa là 255 Nm nha, còn lực siết vào nó là 200 Nm. Dòng này thì đầu Bunong 201, anh em vừa mở Bunong vừa có thể bắt vít được nha. Đó, tóc con này nó là 2500 chiều tóc này, rất là mượt luôn. Đặc biệt là động cơ không chổi than, công nghệ Heavy Duty, rất là tiết kiệm pin. Combo này thì cũng một máy 2 pin 1 sạc, bảo hành chính hãng 6 tháng, là giá là 1.600.000 nha. Đó, combo này chỉ 1.600.000 thôi. Đặc biệt là hàng của Deptong, những cái mã này là không có hộp anh em nhé, hộp của nó là hộp giấy. Thì anh em có pin sạc của Deptong hệ D16 rồi thì có thể mua thân máy nha, tùy anh em nha. Còn tiếp theo là một số cái dòng khoan đi. Đây, một cái khoan 3 chức năng. Khoan 3 chức năng của Deptong này có mã là M21ID1050BN này. Cây này thì đầu kẹp autolock 10mm này. Đầu kim loại nha anh em, 20 cấp trượt, một cấp khoan. Và lực con này nó là 50 Nm. Sử dụng chung chân pin Magneta và chân pin M21 anh em nhé. Đó. Đấy, con khoan này thì cũng rất là gọn nhẹ luôn. Anh em đang có pin Magneta thì có thể mua cái thân máy này. Thân máy này giá là 750.000 này. 750.000 một cái thân máy. Còn anh em chưa có pin sạc thì có thể mua pin sạc nha. Pin sạc thì liên hệ em. Đây, ví dụ như combo thân máy kèm với một pin 4A đi. Đó, kèm với một pin 3A, thân máy kèm với một pin 3A thì cũng tặng cho anh em một cái sạc adapter. Hoặc thân máy kèm với một pin 2A này cũng tặng kèm anh em sạc adapter nha. Đó. Còn anh em đang có pin sạc của Magneta thì dùng pin sạc của Magneta. Còn pin của Deptong thì nó cao hơn pin đóng 100.000 nha anh em. Ví dụ như quả pin 4A sẽ tăng thường á thì nó sẽ là 700.000. Đó, thì anh em kết hợp, hoặc là anh em không mua pin của Deptong thì mua kèm với pin đóng này thì 600.000 nha. 4A. Cũng có báo pin, chạy được cho máy chính hãng luôn. Bảo hành pin 3 tháng cho anh em. Thân máy kèm một pin sẽ được tặng anh em cái sạc adapter. Đó, ngoài ra thì với nhu cầu sử dụng nhiều hơn thì anh em có thể mua cái mẫu khoan lớn hơn này. Đó. Cái mẫu này thì có mã là D20ID1390BN nha anh em. Mẫu này thì động cơ không chổi than, đầu kẹp 13mm này, 20 cấp trượt, một cấp khoan, một cấp khoan búa, hai cấp khoan nhanh chậm. Dòng này thì anh em có thể dùng xài gia đình hoặc công trình rất là ok, có thể khoan được, khoan giúp nõi ống máy lạnh được nha anh em. Có tay cầm gắn hai bên đây, anh em thuận bên nào thì gắn ở bên đó. Đó. Lực 90 Nm, mẫu này là 90 Nm, màu vàng, nhưng mà sử dụng chung chân pin Magneta nha anh em. Đó, cái thân máy này giá chỉ 900.000, đó, 890.000 chứ. 890.000, bảo hành 6 tháng cho anh em luôn. Còn pin sạc thì tùy anh em thôi. Với những cái dòng khoan này mà xài công trình thì anh em nên sử dụng pin lớn một chút, pin từ 3A đổ lên nha. Còn xài gia đình thì có thể xài pin 2A này cũng được. Đó. Còn xài công trình mà anh em khoan rút nõi này nọ thì nên pin 3A đổ lên. Hoặc là anh em mua kèm máy pin 4A Plus, dòng pin Plus thì dòng xả nó cao hơn nên nó sẽ ổn định hơn nha. Và tải nó cao hơn. Đây, những cái quả pin 4A Plus này, ví dụ như anh em mua thân máy kèm pin 4A Plus thì sẽ được tặng một cái sạc đế sạc nhanh của Deptong nha anh em. Đó, hay thì chương trình của hãng bên em cũng áp dụng có cho anh em luôn. Đó, ví dụ như thân máy này là 890.000, quả pin 4A Plus này là 820.000. Còn cái sạc đế chỉ giá 290.000, nhưng mà anh em không cần phải mua sạc nữa, mua thân máy kèm pin là được tặng sạc rồi. Đó. Cây khoan cho anh em sử dụng rút nõi máy lạnh xài gia đình này, đó, có thể rút nõi máy lạnh nha. Rồi. Còn khỏe hơn một chút nữa, nhiều công nghệ hơn thì anh em lấy cái mẫu này. Đó. Mẫu này thì có mã là M21ID1395ATC, nó cũng tương tự như mẫu kia thôi, cũng đầu kẹp autolock 13mm này. Hai cấp khoan nhanh chậm. Đặc biệt là con này nó có công nghệ anti kickback, nó chống vặn cổ tay, bảo vệ người dùng nha anh em. Đó. Ví dụ như trong quá trình sử dụng anh em đang bóp cò này, khoan mà nó bị kẹt mũi này nọ đó thì nó sẽ tự động ngắt động cơ để tránh trường hợp nó khoan nó vặn ngược vào cổ tay của chúng ta nha. Đó. Cái này thì rất là
tính nó là một tính năng an toàn bảo vệ người dùng thôi. Con này thì có nhá, còn con màu vàng là không có anh em nhá, màu vàng này thì không có này. Còn con này thì giá không đổi, giá cũng bằng cái con 90 new màu xanh, giá là 990.000 thân máy anh em nhá. Hoặc là anh em mua combo thân máy kèm một pin 4A Plus này, 5A hoặc là 7.5A thì sẽ được tặng một cái sạc đế giống như con kia nha. Đó, sạc đế sạc nhanh luôn. Đây, thân máy kèm một pin được tặng sạc đế. Ví dụ như thân máy này là 990.000, pin là 820.000, đó, anh em đã được tặng một cái sạc đế sạc nhanh rồi. Còn anh em mua kèm pin đóng hoặc là pin xe tăng, pin thường đó, thì cũng được tặng một cái sạc adapter. Đây, thân máy kèm một pin xe tăng, thì bên em cũng tặng cho anh em sạc adapter để anh em sử dụng, hoặc là pin đóng tặng sạc cho anh em sử dụng luôn. Đó, những cái dòng 90 N này thì anh em thợ điện lạnh dùng để rút nối máy lạnh cũng rất là ok, lực khá là khỏe. Còn về dòng chuyên vít thì em có chuyên vít đây. Đó, chuyên vít này thì giá là đây, một con chuyên vít M21CV230N này. Con này thì giá là 890.000 thân máy anh em nhé. Đó, chuyên vít động cơ không chổi than, sử dụng chân pin M21. Đặc biệt là những cái dòng chuyên vít này là ngậm vít dài hết anh em nhé. Chuyên vít của Deltong thì ngậm vít dài. Đây. Con này thì có chỉnh lực điện tử 3 cấp này. Lực là 230 Nm này, số 1 này. Số 2 này. Tương ứng với 3 cấp vòng tua là 1250 vòng, cấp trung bình 1850 vòng và cấp nhanh là 2500 vòng trên phút nha. Moment xoắn tối đa là 230 Nm này. Ngậm vít dài. Có hỗ trợ anh em là bắn vít vào tấm thép mỏng nha. Đó. Ví dụ anh em bắn vít vào thép mỏng thì nó sẽ tự động ngắt. Rất là hay. Hoặc là tháo vít khi mà trên cao thì tránh làm rơi vít, có tự động dừng cho anh em luôn. Đó, ok, vít rất là xịn sò. Rồi, sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo đó là mã mở bu lông đi, mã bộ bu lông cho anh em sử dụng xe gắn máy này. Đó, sửa chữa xe gắn máy, anh em thợ sửa xe thì nên dùng con bu lông cỡ này nha. Lực là 520 Nm/m, có mã là M21IVK520NCP này. Đó, thân máy này giá là 1.700.000 nha anh em, 1.700.000. Còn anh em mua kèm với pin 4A Plus thì cũng được tặng một cái sạc đúng theo chương trình luôn. Đó, hoặc anh em mua thân máy kèm với pin đóng thì giá sẽ mềm hơn. Đóng thì tặng anh em sạc adapter, sạc adapter là 2A, sạc cũng khá là ổn luôn. Đầu này là đầu 1/2 anh em nhé, không có lỗ vít, tại vì dòng này ấy thì lực rất là khỏe. Lực siết của nó là 520 Nm/m và mở ra nó lên đến tầm 700 Nm nha anh em. Đó, nên là hãng người ta không có nàng cái đầu rỗng. Còn anh em thích đầu rỗng thì có thể chọn cái mẫu 380 Nm nha. 380 Nm thì có một cái mã như thế này và một mã là lòng compact. Đó, compact thì nó sẽ ngắn gọn giống như 520 này. Thời ra thì chuyên vít của Deltong thì có một con này nữa. Con này thì được trang bị nhiều công nghệ xịn sò nhất. Đó, có mã là D20CV230NCP này. Đó, con này thì nó có hai phiên bản, là một bản là màu xanh và một bản là màu vàng nha. Phần màu vàng này thì thân máy nó dùng chung chân pin với The World. Đó, thân máy sử dụng chung chân pin với The World 20V. Giá thân máy này là 1.190.000 anh em nhé. Con này thì trang bị nhiều công nghệ chỉnh lực hơn, nó có lên đến 8 cấp chỉnh lực điện tử cho anh em cơ. Đó, rất là nhiều. Ở phía đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 cấp chỉnh lực cơ bản này, rồi thêm 4 cái cấp chức năng ở bên đây nữa. 1 này, 2 này, 3 này. Đó, rồi tháo bu lông tự động này. Đó, tự động giảm vòng tua khi mà tháo ra hết tải, rất là hay luôn. Đó, một con chuyên vít được trang bị cực kỳ nhiều tính năng trên nó. Đó, Deltong cực kỳ ưu ái cho con chuyên vít này, dòng súc compact thiết kế siêu đẹp luôn. Đặc biệt là nó ngậm vít dài anh em nhé, cây này cũng ngậm vít dài luôn. Lực là 230 Nm/m, nó cũng 230 Nm/m, nhưng mà cây này nó ngắn gọn hơn cái mẫu này nhiều. Đó, ngắn gọn hơn rất là nhiều. Đó, anh em có thể tùy chọn phiên bản màu vàng. Màu vàng thì chung chân pin với The World, hoặc là màu xanh dùng chung chân pin Magita nha. Ví dụ như anh em mua combo thân máy kèm với một pin 2A này, kèm sạc thì nó chỉ rơi vào tầm 1.810.000 nha. Giá rất là hấp dẫn đấy.
hoặc anh em đang sở hữu pin sạc của Dewar muốn mua thêm chuyên vít thì trải nghiệm thêm cây này nha. Mua cái thân máy thôi 1.190.000, còn mới cái thân máy này màu xanh 230 new, màu xanh thì giá nó chỉ là 1.150.000 thôi, màu xanh thì rẻ hơn. Đó, còn cuối cùng của Deadtone thì giới thiệu anh em mẫu này đi. Mẫu này là mẫu cưa dĩa nha. Đó, một cây cưa dĩa, động cơ không chổi than, lưỡi 165mm này. Đó, con này thì có chỉnh góc nghiêng anh em nhé. Đây, có một cái bàn chỉnh được góc nghiêng, nó chia độ đàng hoàng cho anh em này. Đó, con này thì thân máy nó sẽ là 1.350.000. Đó, anh em mua thân máy có tặng kèm cho anh em một cái lưỡi cưa gỗ nha, lưỡi cưa gỗ này. Lưỡi này thì chính hãng của Deadtone, 165mm, 1.350.000, giá cực kỳ mềm luôn, đế nhôm. Có tháng 4 bảo hành những anh em 6 tháng nha. Đó, thiết kế cực kỳ đẹp. Giá rẻ thì còn một loại nữa để cho anh em sử dụng xài gia đình đấy nữa. Đó, con này giá rẻ này. Một cây máy cưa nam động cơ không chổi than. Cưa nam động cơ không chổi than của Navara nha. 12V đến 21V này. Cái cưa nam này giá là 550.000 nha anh em. Bán cho anh em giá là 550.000 luôn. Còn cưa nam này thì có hộp. Đây, nó được trong một cái hộp nhựa như này. 550.000, trong này có đầy đủ phụ kiện này. Đó, 550.000 thân máy, sử dụng chung chân pin Makita M21. Con này là nam 6 inch nha anh em, nam 6 inch này. Đó, động cơ không chổi than, 30W. Đây, gắn quả pin test thử cho anh em đã nhé. Con này thì anh em sử dụng xài gia đình, cắt tỉa cành sân vườn các kiểu rất là ok luôn. Còn này, ít box sạc dự phòng này, box sạc dự phòng hàng Nhật bãi nha anh em, bán xả cho anh em luôn. Cái này thì với dung lượng là 10.000 mAh nha anh em, box sạc này là dung lượng là 10.000 mAh này. Đó, dòng sạc của nó là 2AH, có hai cổng out là 1 và 2A, sạc là 2AH. Bán cho anh em là hàng bãi nha anh em, cái này là hàng bãi này. Đó, thiết kế đây có những cái hoa văn đặc trưng của bên Nhật. Cái này thì bán cho anh em từ hai cục nha, hai cục nó là 250 này, cái combo hai box sạc dự phòng này sẽ là giá là 250 này. Đó, combo hai box sạc 250, mới chưa qua sử dụng anh em nhé, hàng Nhật bãi. Nhưng mà trong này thì nó có một cái cáp USB này, cáp USB để anh em cắm vào sạc cho nó. Đây, cáp USB. Đó, sách hướng dẫn sử dụng này. Hướng dẫn sử dụng này thì trong này toàn chữ Nhật thôi, em cũng không có sành chữ Nhật. Box sạc dự phòng ai biết sử dụng rồi. Đó, combo hai cái 250, hai box 250, 10.000 mAh. Xin cảm ơn anh em nha, chúc anh em rất là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp anh em ở trong những clip tiếp theo nha.